vừa rồi, hai ứng viên Đỗ Văn Luận và Nguyễn Minh Thành đã có phần thể hiện vô cùng gay cấn trong vòng đối mặt với chủ đề bạn ủng hộ hay phản đối với quan điểm thế hệ trẻ hiện nay có khả năng chịu áp lực kém hơn thế hệ trước. Và em tự tin có thể giải quyết được bất kỳ vấn đề nào trong cuộc sống. Thế hệ trước thì không có một bất lợi nào so với thế hệ sau. Em nghĩ là hai bên tương đương nhau ạ. Nhất là về công nghệ thông tin, họ có thể tiếp cận làm sao tốt bằng được. Dạ, em nghĩ đây là câu hỏi làm sao tương đương được. Tôi đồng ý với bạn. Hai ứng viên đã hoàn thành tốt phần thi của mình, nhưng chỉ có một người may mắn được các sếp lựa chọn vào vòng chinh phục, đó là Văn Luận hay Minh Thành. Hãy cùng đón xem. Máy tươi và ngọt cho ngày mới đầy năng lượng. Chào mừng quý vị và các bạn. Cơ hội cho ai? Who Chance mùa thứ 5 đã quay trở lại và tôi là Đinh Tiến Dũng, người dẫn chương trình. Thưa quý vị, như chúng ta đã biết, thông điệp của mùa thứ 5 này đó là chớp cơ hội vàng, sẵn sàng bứt phá. Chúng tôi đã và đang tìm kiếm những ứng viên tài năng, có khát khao thể hiện bản thân và sẵn sàng chinh phục những đỉnh cao mới, tạo nên giá trị cho bản thân và chớp thời cơ vươn tới thành công. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và giao lưu cùng với các vị sếp quyền lực của chương trình. 5 năm qua, chương trình Cơ hội cho ai đã mang lại cho các bạn trẻ những cơ hội thực tế và còn hơn cả thế nữa, đã cho các bạn một cơ hội hiểu rằng những doanh nghiệp cần gì ở mình. Mình phải cần có những tố chất nào, phẩm chất nào, kiến thức gì, kinh nghiệm ra sao để đáp ứng được các yêu cầu của các doanh nghiệp. Đối với các bạn Gen Z, đây là cơ hội hiếm có để các bạn thể hiện được mình với hàng triệu khán giả, với hàng ngàn các lãnh đạo doanh nghiệp đang xem truyền hình. Với cá nhân tôi muốn mang lại cho các bạn điều gì? Các bạn hiểu về FPT, hiểu về sứ mệnh của chúng tôi khi mà chúng tôi đặt mục tiêu Go Global. Chúng tôi mong muốn các bạn trở thành những công dân toàn cầu để làm sao cho trí tuệ trẻ Việt Nam sánh vai các cường quốc năm châu. Các bạn hãy làm sao học mỗi ngày, làm mỗi ngày, mơ ước mỗi ngày để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Với mục tiêu phát triển Bảo Ngọc trở thành tập đoàn đa quốc gia trong lĩnh vực nuôi trồng, chế biến thực phẩm, đồ uống và thương mại xuất nhập khẩu, chúng tôi đã luôn nỗ lực cải thiện chất lượng với nhiều hương vị mới, mẫu mã đa dạng, bao bì hấp dẫn nhằm thực hiện sứ mệnh nâng cao sức khỏe cộng đồng, mang lại những giá trị tốt nhất cho khách hàng. Bằng sự tâm huyết và dày công nghiên cứu của đội ngũ marketing Andy, chúng tôi đã thành công trong việc kết hợp đưa các dược liệu quý vào sản phẩm tiêu dùng thiết yếu nhằm phòng ngừa bệnh tật và tốt cho sức khỏe. Với tinh thần là người trẻ tiếp nối truyền thống, tôi hy vọng bằng nhiệt huyết và trải nghiệm của mình có thể giúp các bạn trẻ có những lời khuyên hữu ích phát triển bản thân và nghề nghiệp. Tập đoàn là nơi khai phóng tiềm năng ở mỗi con người, tìm kiếm những nhân sự có nhiệt huyết, trách nhiệm với công việc, trình độ, thái độ, tốc độ. Thì chúng tôi luôn đề cao yếu tố làm việc bằng tất cả niềm đam mê. Mỗi cá nhân sẽ có một nghĩa khác nhau về thời trang. Nhưng mà đối với tôi, thời trang nghĩa là những sản phẩm may mặc giúp chủ nhân của nó cảm thấy tự tin nhất khi khoác lên người. IV Moda đang bước vào giai đoạn chuyển mình bứt phá, trở thành một doanh nghiệp bán lẻ thời trang đạt chuẩn quốc tế hàng đầu ở Việt Nam. Chúng tôi đã và đang đầu tư và nâng cấp chất lượng sản phẩm vốn là thế mạnh của thương hiệu, kết hợp với những đối tác uy tín, đồng thời phát triển các dự án thăm dò ý kiến giúp trải nghiệm khách hàng trở nên ngày một tốt hơn. Sứ mệnh của công ty là giúp khách hàng tạo dựng phong cách bằng những tuyên ngôn thời trang của bản thân mình. Sự kiên trì, chính trực, không ngừng sáng tạo là những nền tảng cốt lõi để tạo ra những giá trị đích thực cho khách hàng và thương hiệu. Chúng tôi tìm kiếm những nhân sự mà có thể thấy rõ được cái sự đam mê, quyết liệt trong lần giao tiếp đầu tiên. Chúng tôi sẽ đồng hành cùng các bạn trên con đường tìm kiếm phiên bản tốt nhất của chính mình. Với tinh thần tiên phong và phụ sự, Tập đoàn Giáo dục Atlantic đã và đang hàng ngày, hàng giờ theo đuổi sứ mệnh giáo dục Việt cho tương lai Việt. Chúng tôi mong muốn đồng hành cùng hàng triệu học sinh và tạo nên một thế hệ trẻ tự tin, hội nhập giàu có, thành công và hạnh phúc với tiếng Anh thành thạo và kỹ năng vượt trội. Để chạm tới thành công, ngoài kiến thức và kinh nghiệm thì sự chăm chỉ, kỷ luật, nỗ lực và tập trung là yếu tố tiên quyết. Đến với Cơ hội cho ai, tôi mong muốn tìm kiếm các nhân sự phù hợp với một tập thể đa ngôn ngữ, đa văn hóa, đa quốc tịch và không ngại thử thách. Tôi yêu những bạn trẻ Gen Z đầy năng lượng, tích cực, thông minh, sáng tạo
và luôn lấy thành quả để chứng minh. Sứ mệnh của chúng tôi là giúp người Việt hạnh phúc hơn bằng cách tận dụng tối đa tiềm năng thế giới số. COCOC liên tục khám phá, tích hợp giải pháp công nghệ đa lĩnh vực và luôn mang tới sản phẩm công nghệ theo kịp xu hướng của thời đại. Mỗi nhân viên là một nhà phát triển. Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư tâm sức và nguồn lực hướng tới mục tiêu lớn hơn là đưa Việt Nam lên bản đồ AI thế giới. Người tôi tìm kiếm là người có chất crazy, Gen Z sáng tạo, không ngừng hướng tới những mục tiêu táo bạo để đạt vị trí tiền phong trong lĩnh vực công nghệ tại Việt Nam. AI là xu thế tất yếu của thời đại. Nếu bạn không vượt qua AI bản chất riêng của mình, thì bạn sẽ bị AI thay thế. Tự tin có thể giải quyết được bất kỳ vấn đề nào trong cuộc sống. Thế hệ trước và thế hệ sau, thế hệ nào chịu áp lực tốt hơn? Áp lực của thời đại ngày hôm nay thì sẽ nhiều hơn, nhưng mà các bạn có cơ hội và nên sự trải nghiệm, tích lũy kinh nghiệm nhiều hơn, thành ra cái độ chịu áp lực sẽ tương đương. Bạn có cho rằng là thế hệ trước á, họ sẽ bị áp lực hơn không? Bởi vì họ sao mà quen được so với thế hệ hiện nay, nhất là về công nghệ thông tin, họ có thể tiếp cận làm sao tốt bằng được. Dạ, em nghĩ đây là câu hỏi sao tương đương được. Tôi đồng ý với bạn về việc là giới trẻ bây giờ giỏi hơn thế hệ trước rất nhiều. Áp lực của hai bạn hiện giờ là gì và các bạn đã vượt qua được nó chưa? Dạ, em thưa sếp là áp lực lớn nhất của em là em sợ tốc độ thành công của mình không theo kịp tốc độ tuổi già của ba mẹ. Dạ, thưa sếp, thì áp lực hiện nay mà em đang gặp phải đó chính là sau một quá trình dài em thực hiện những công việc lặp đi lặp lại trong một thời gian dài hơn 10 năm, thì bây giờ em phải nhìn lại chính bản thân mình để mà có định ra những cái bước đi trong tương lai. Thì việc quan trọng nhất tại thời điểm này các bạn biết là gì ạ? Dạ, em là phải đi học. Xin mời các sếp, chúng ta sẽ bước vào phần bình chọn. Thưa quý vị, chúng ta đã có kết quả bình chọn và sau đây sẽ là kết quả. Xin mời! Vâng, như vậy là 4 trên 5 sếp lựa chọn bạn Đỗ Văn Luận và chỉ có một sếp lựa chọn Nguyễn Minh Thành. Trước tiên xin chúc mừng em đã được các sếp lựa chọn. Xin cảm ơn em đã đến tham dự với chương trình. Một lần nữa xin chúc mừng em vì đã có cơ hội bước vào vòng tiếp theo. Và anh được biết là để đến với vòng tiếp theo thì em còn mang cả một món quà. Bây giờ chúng ta sẽ dành thời gian để cho em chuẩn bị để chúng ta bước vào vòng sau. Thưa quý vị, trước khi chúng ta đến với vòng chinh phục với bạn Luận thì bạn đã gửi đến chương trình một món quà. Và tôi xin lưu ý rằng món quà này rất đặc biệt. Và món quà gì thì xin mời chúng ta cùng theo dõi. Xin mời quý vị.
Xin cảm ơn các bạn hỗ trợ cho Luận. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Vâng, cái phần vừa rồi là tôi biết là bạn chỉ biểu diễn qua như thế để là rèn luyện sức khỏe thôi đúng không ạ? Vâng, với môn Muay Thái hay là bạn các môn võ bạn tập ấy, thì điều gì là quan trọng nhất với bạn? Em nghĩ là rèn luyện sức khỏe là quan trọng nhất. Tại vì nếu mà chúng ta không có sức khỏe thì sẽ không có một điều gì hết. Trong số các sếp ngồi dưới thì tôi cũng giới thiệu qua với bạn. Anh Tiến là trước có tập sumo, nhưng mà thời gian tập luyện không đủ, cân nặng chưa đủ, nên là hiện nay thì đã bỏ môn đấy rồi. Nhưng mà nói thêm luôn là hiện nay anh Tiến đang làm một tổ chức giáo dục mà 100% học sinh, sinh viên ở trong tổ chức đấy đều phải học võ. Bây giờ lãnh đạo gần 100.000 người ở dưới đều biết võ cả, thì đương nhiên là phó chủ tịch thì chắc cũng phải biết võ, hoặc là phải chạy nhanh. Nhưng mà anh Tiến, tôi nghĩ là chạy nhanh thì không phải là lợi thế của anh, nên chắc là phải biết võ. Em mời anh Tiến lên đây, anh em mình giao lưu tí nhỉ. Bạn có đủ tự tin để đánh sếp không? Dạ em không đủ tự tin đâu ạ. Tại vì võ của em bây giờ chỉ ở mức độ là giữ gìn sức khỏe và biểu diễn thôi. Vâng. Còn nếu mà dưới tay sếp thì không có lý do gì mà em có thể làm cho sếp bị thương được à. Bạn một trong những Muay Thái thì đòn hay nhất là đòn cùi chỏ. Vâng. Đúng không? Bạn nghĩ thế nào bạn có thể bay người lên đánh tung được cái chai nước này trên đầu tôi bằng đòn cùi chỏ? Anh ơi, thực ra chương trình thì cần phải có đủ 5 sếp thì bọn em mới có thể là đưa được quyết định ấy. Nên là anh có thể chọn cái nào nó dễ hơn tí. Tại vì là anh mà chọn thế, nhỡ bạn ấy ra tay hơi quá một chút thì em lại phải ngồi ở vị trí đấy, nó hơi phiền. Đây, bây giờ tôi sẽ để đây. Và bạn chỉ được dùng đòn cùi chỏ để làm sao quánh bung được chai nước. Từ từ anh hỏi tí, từ từ. Về mặt chuyên môn thì mình có cách để đánh rơi. Vâng, nhưng mà bằng chỏ. Đá thì dễ, nhưng mà đòn cùi chỏ thì không dễ. Không cần nhắm mắt đâu, cứ nhìn thẳng. Tức là em đỡ sợ hơn đấy. Vâng, anh nhắm mắt lại, bạn đỡ sợ hơn. Wow, quánh cực kỳ quyết liệt luôn. Em không nhìn kỳ luôn. Quá hay luôn, quá hay luôn. Vâng. Vâng. Hơi trả chai nước đây. Tôi thì hơi nghi. Vâng. Đòn vừa rồi em tập lâu không? Dạ, khi mà sếp bước tới là em đã nghĩ ngay tới đòn đó rồi ạ. Đó chỉ có cách đó không? Thôi chứ không thể nào, lỡ mà em có rủi ro gì xảy ra thì coi như là em sẽ đánh mất cơ hội của ngày hôm nay ạ. Là anh đánh giá cực cao em trong việc là xử lý tình huống như vậy. Môn này cần phải phổ biến rộng. Thưa quý vị, ngay sau đây chúng ta sẽ đến với vòng chinh phục. Em đã giành được quyền để được chạm tới chiếc vali này. Dạ. Mở nó ra và gửi gắm mong muốn của em vào đây. Hãy nhập cho anh biết mức lương mong muốn, mức lương kỳ vọng của em là bao nhiêu. Xin mời em. Vâng, tôi biết mức lương này rồi, nhưng tôi không được quyền tiết lộ. Lát nữa quý vị sẽ biết mức lương này là bao nhiêu. Và bây giờ em sẽ trở về vị trí để bắt đầu phần thi chinh phục của mình. Xin mời em. Vâng. Trong lĩnh vực luật thì rất là rộng. Ngay kể cả trong luật của doanh nghiệp. Thì khi em về đầu quân cho một trong những sếp ở đây thì em mạnh lĩnh vực nào? Dạ em thưa sếp, thì trước đây khi mà chuẩn bị học luật sư thì em có công tác trong lĩnh vực bất động sản, tham gia tố tụng bảo vệ cho khách hàng, hoặc là làm việc với chủ đầu tư để mà giải quyết những khiếu nại của khách hàng. Sau đó em vào kỳ tập sự thì em không công tác trong ngành luật nữa mà em kinh doanh một quán cà phê. Tại vì theo quy định của pháp luật thì người tập sự không được hành nghề luật, không được đại diện tham gia tố tụng trong kỳ tập sự. Cho nên sau khi em có thẻ luật sư rồi thì em bắt đầu làm tất cả các lĩnh vực. Em cảm giác là khi mà khách hàng đưa ra em phù hợp với cái công việc đó thì em sẽ nhận, từ khai sinh, khai tử hay là đăng ký kết hôn, tất cả những gì liên quan tới tố tụng, liên quan tới hôn nhân gia đình, hình sự, dân sự, thương mại. Cho nên em làm rất nhiều lĩnh vực ạ. Theo em là trong tương lai á, AI có thể thay luật sư hay không? Em có tìm hiểu về AI thì em nghĩ chủ yếu khi hành nghề luật sư là kỹ năng, mà kỹ năng là thuộc về bản năng của con người mà AI không thể thay thế. Còn về quy định căn cứ pháp lý hoặc là quy trình để xử lý pháp luật thì em nghĩ AI có thể thay thế con người được ạ. Em thích những cái thử thách mới, nên là chính vì thế em có một công ty luật rồi, em vẫn muốn là đến đây tham gia cơ hội cho AI để vượt qua cái thử thách này của em. Nhưng nếu khi em đã đạt được rồi thì em hết thích thì sao? Thì thực ra cái câu hỏi này là rất nhiều người hỏi em rồi, từ vòng casting rồi những người bạn bè xung quanh đều hỏi em tại sao có công ty luật rồi mà vẫn muốn có cơ hội đến với chương trình cơ hội cho AI. Thì quỹ thời gian hiện tại của em dành cho văn phòng chỉ khoảng 20%. Tại vì các sếp cũng biết rằng là khi mà tham gia tố tụng thì từ quy trình nộp đơn khởi kiện cho đến xét xử là rất lâu. Thì trong thời gian mà chờ như vậy em sẽ có thời gian chết vì khách hàng của em không nhiều. Chính vì vậy thì em nghĩ là mình nên dành thời gian trau dồi bản thân hơn và tìm thêm một những cơ hội mới. Thì nếu mà em được các sếp nhận thì em có thể dành cho các sếp được 80% về quỹ thời gian, còn 20% còn lại thì em sẽ ngưng nhận hợp đồng đối với công ty mà em đang điều hành. Rồi khi mà em giải quyết xong thì em sẽ toàn tâm toàn ý cho sếp ạ. Tức là bạn vẫn phải có một thời gian để hoàn thành nốt các công việc kia.
Vâng, đấy cũng là việc bình thường thôi, bạn phải có trách nhiệm của mình. Em cũng muốn giải thích thêm nữa là các sếp cũng biết là em còn rất còn trẻ. Năm 26 tuổi em đã mở văn phòng rồi, thì khách hàng của em là ai? Phần lớn là đều là những người thân. Nói về quy định của pháp luật, khi mà em ký kết hợp đồng thì em phải tròn trách nhiệm để bảo vệ họ. Cái thứ hai còn liên quan tới chuyện tình cảm nữa, tại vì họ là những người thân của mình, họ gặp những tình cảnh éo le trong pháp lý, thì về quy định hay về đạo đức là em vẫn có trách nhiệm phải làm tròn cái sứ mệnh của mình. Cho nên là em mong các sếp sẽ cho em một thời gian để có thể hoàn thành công việc tại công ty luật mà em đang điều hành. Anh bổ sung để em hiểu rõ ý câu hỏi. Dạ. Tức là em muốn thử thách bản thân. Dạ. Đúng không? Như anh đang muốn hỏi là nếu như em đã thử thách bản thân được rồi, đã được vào đây làm việc với các sếp rồi, em hết thích, em bảo là thôi em đạt được mục tiêu của mình rồi, em về em lại làm cho công ty của em lại làm doanh nghiệp của em. Dạ, em cảm ơn câu hỏi của sếp Tại vì thực tế là ngay từ đầu em đã có định hướng là làm trợ lý luật sư riêng, tại vì em muốn giúp việc cho một người. Tại vì hành trình chinh phục ước mơ của em cảm giác em rất cô đơn. Phần lớn mọi người chỉ bàn lùi chứ không có tạo cho em một động lực, em phải vượt qua rào cản. Thì khi em đến với các sếp thì em nghĩ rằng là các sếp đã đảm nhiệm những vị trí rất lớn và rất giàu kinh nghiệm, không chỉ về chuyên môn mà còn về kinh nghiệm sống, có thể làm một mentor để định hướng cho em đi một con đường chính xác nhất. Tôi thì rất là thích cái profile của bạn. Dạ. Dạ vâng. Nhưng mà thực sự là tại vì công việc của chúng tôi ở FPT đòi hỏi là bắt buộc phải thành thạo tiếng Anh. Dạ. Rất tiếc là chúng ta phải chia tay nhau từ đây. Dạ. Vâng. Rất là mong là các sếp ở đây sẽ có cơ hội cho em. Nhưng mà do môi trường của bên anh thôi. Em cũng muốn nói thêm một chút nữa đối với sếp Hoàng Nam Tiến. Tại vì em rất trân trọng những lời góp ý của sếp khi mà em cần dành thời gian để rèn luyện hơn. Sau kỳ thi này em thấy rất rõ điểm yếu của mình là mình đang thiếu tiếng Anh và thiếu một số kỹ năng khác trong nghề của mình. Việc thi cơ hội cho ai không chỉ là để cho em chinh phục ước mơ mà còn là để giúp cho em xem lại hành trình của mình mười mấy năm qua mình đã tích lũy được những gì. Mình có đã thực sự đủ sức cạnh tranh với thị trường ngoài kia hay chưa? Thì em hứa với sếp chắc chắn em sẽ trau dồi những kỹ năng mà sếp vừa nói. Em xin cảm ơn sếp ạ. Vâng, anh Tiến đã bấm đèn đỏ luôn, tức là không tuyển bởi vì anh cũng có mấy quan điểm như vậy. Anh cũng muốn làm rõ thêm là lúc nãy anh Vũ anh có hỏi em về việc là em có lo AI thay thế cái công việc của em không ấy. Thì em nói là nghề luật sư của em nó là kỹ năng chứ không phải đơn giản chỉ là kiến thức. Dạ. Thì cái kỹ năng đấy là kỹ năng gì? Khi mà trong khi luật thì người ta cứ chiếu theo luật để người ta xét xử thôi chẳng hạn. Một vụ việc thì nó đều có luật cả rồi. Hiện tại ở Việt Nam mình là con người đang giải quyết pháp luật chứ không phải là cái máy. Cho nên là không thể nào AI có thể thay thế được vị trí của luật sư. Còn sau này nếu mà giải quyết quy định pháp luật bằng AI thì có thể luật sư cũng nằm trong báo động đỏ, có thể là sẽ trở thành một cái nghề rất khó khăn. Vâng, tôi thấy cả sếp Hiếu cũng bật đèn đỏ. Anh rất ngưỡng mộ em. Dạ. Cái năng lượng tích cực bên trong của em rất là tốt. Dạ. Tuy nhiên thì Bảo Ngọc lại không có cái nhu cầu tuyển dụng cái vị trí này. Dạ. Nên là em rất tốt nhưng anh rất tiếc. Bên Atlantic thì có một công ty luật đồng hành cùng, chứ không mời cá nhân. Nếu sếp Tiến offer cho em giá học master tốt thì chị hoàn toàn có thể tặng em một khóa học tiếng Anh trên hệ sinh thái của bên chị. Dạ, em cảm ơn sếp nhiều ạ. Và trong lúc chị Lan nói chuyện thì lại thêm hai đèn đỏ nữa đến từ sếp Vũ Linh và cả sếp Vũ Anh luôn. Cả năm sếp tuy rằng là đã vote cho em đi vào vòng sau nhưng có vẻ như nghề luật của em không phải là một lựa chọn mà phù hợp với lại các công ty của các sếp đang cần. Và em đừng buồn. Năm anh chị bật đèn đỏ không có nghĩa là vì em không đủ tốt, mà vì đơn giản là mình là một mảnh ghép đẹp đấy nhưng nó lại không phù hợp với lại cái bức tranh chung của cái bức tranh doanh nghiệp của các anh chị ấy. Và bây giờ tôi muốn chia sẻ tới các sếp cũng như là quý vị khán giả xem truyền hình. Và xin mời quý vị xem mức lương kỳ vọng của bạn. 21 triệu. Có lẽ như là mình sẽ cần phải tìm thêm nhiều cơ hội khác nữa. Dạ, cảm ơn em rất nhiều đã đến với chương trình. Vâng, cảm ơn em. Em cảm ơn các sếp rất nhiều ạ. Em xin chào các sếp ạ. Cặp ứng viên tiếp theo sẽ mang tới màu sắc trẻ trung, năng động, hứa hẹn là cuộc đối đầu căng thẳng nhưng cũng không kém phần thú vị. Đỗ Thảo Linh và Nguyễn Thị Ngọc Anh. Hai ứng viên sẽ phản biện với nhau về một vấn đề gây tranh cãi. Bạn ủng hộ hay phản đối trào lưu Flash khoe thành tích cá nhân trên mạng xã hội? Chị nghĩ sao? Chị thấy là chị ủng hộ flexing, nhưng mà ngay từ khi còn nhỏ chị đã được dạy là phải khiêm tốn, thì hai cái này nó có bị đối nghịch với nhau hay không? Tại sao em không nghĩ đến việc là vừa flexing được nhưng vẫn đảm bảo tính khiêm tốn? Anh rất đồng tình với việc này, nhưng làm thế nào để flex khiêm tốn? Mình phải biết được cái người nghe của mình là ai, người ta cho rằng khiêm tốn là những điều gì, thì mình nên lấy những cái điều đấy và cho vào những cái chia sẻ của mình. Flexing điều gì mà các bạn cảm thấy là không phải lan tỏa điều tốt đẹp? Với tất cả những điều mà em đã flexing từ quá khứ đến bây giờ thì em đều rất tự hào ạ. Và các bạn lưu ý làm sao hãy flex ở cái mức để đủ tạo thành động lực chứ đừng thành áp lực. Ai sẽ là người xuất sắc nhận được đèn xanh của các sếp? Hãy khám phá ngay bây giờ.
Và ngay sau đây chúng ta sẽ chào đón cặp thí sinh đến với vòng thi đối mặt. Đỗ Thảo Linh, 24 tuổi, Hà Nội, cử nhân ngành quản trị kinh doanh tại Đại học Ngoại thương Hà Nội. Hơn 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing, 2 năm kinh nghiệm về digital marketing trong ngành hàng không Việt Nam. Từng tham gia trợ giảng marketing tại Trung tâm Giảng dạy Marketing, là nhà sáng tạo nội dung, sở hữu kênh TikTok cá nhân với nội dung chia sẻ kiến thức về marketing, du lịch, lối sống. Trên hành trình làm marketing thì tôi đã may mắn gặp được rất là nhiều người thầy, rất là nhiều anh chị đã chỉ dẫn cho tôi cách làm marketing thế nào là tốt để tôi có thể học hỏi và phát triển. Tôi nghĩ rằng là mình cần chia sẻ những cái kinh nghiệm này đến với giới trẻ. Tôi có một sở thích, đó chính là vẽ cũng như là quay chụp. Và rất may mắn thì cái sở thích này đã giúp ích cho cái công việc marketing của tôi hiện tại. Và tôi, Thảo Linh, đến với chương trình Cơ hội cho ai mùa năm, tôi đã chấp cơ hội vàng và sẵn sàng bứt phá cho hành trình sự nghiệp về sau. Nguyễn Thị Ngọc Anh, 25 tuổi, Nam Định, cử nhân ngành luật quốc tế tại Viện Đại học Mở Hà Nội. 4 năm kinh nghiệm làm việc đa vị trí trong các lĩnh vực công nghệ marketing, martech, tài chính và bán lẻ. Đạt danh hiệu nhân viên xuất sắc tại công ty công nghệ năm 2020 và 2021. Với tôi thì 3 từ để miêu tả bản thân, thứ nhất là trưởng thành, thứ hai là cầu toàn, thứ ba là năng động. Trưởng thành trong suy nghĩ, cầu toàn trong công việc và cuộc sống. Ngoài công việc, tôi rất là đam mê tham gia những hoạt động thể thao ngoài trời hoặc là những cái chương trình thiện nguyện. Khi mà tôi tham gia những chương trình thiện nguyện thì được tiếp xúc với lại rất là nhiều những cái câu chuyện và từ đấy thì có thêm những cái động lực tích cực hơn để phấn đấu trong cuộc sống của mình. Hiện tại thì đang thấy rất là hồi hộp, cũng có một chút lo lắng nhưng mà sẽ cố gắng chinh phục được một trong các sếp ngày hôm nay và có cơ hội để đi tiếp. Vâng, xin chào mừng các em đã đến với chương trình Cơ hội cho ai mùa thứ 5. Rất vui khi chúng ta có trên sân khấu ngày hôm nay là hai ứng viên rất xinh đẹp. Bây giờ sẽ là một chút thời gian ngắn để các em giới thiệu bản thân mình với lại các sếp. Em xin chào năm sếp, em xin chào anh MC Tiến Dũng. Em là Đỗ Thảo Linh, đã tốt nghiệp khoa quản trị kinh doanh của trường Đại học Ngoại thương. Thì ngay từ khi còn đi học thì em đã có một quan niệm rằng nhân sự chưa có nhiều kinh nghiệm cũng là một lợi thế, bởi vì họ luôn được đặt trong một tình thế là luôn phải học hỏi. Đó cũng chính là lý do vì sao em rất muốn trải nghiệm môi trường làm việc ngay từ khi còn đi học. Bắt đầu với sở thích là làm hình ảnh thì em đã có làm stylist và làm chụp ảnh cho những cái nhà hàng F&B, và rất may là công việc đó đã đưa em đến ngành marketing. Gần đây thì em cũng có xây dựng một cái kênh TikTok về giáo dục cũng như là chia sẻ những cái kinh nghiệm về marketing căn bản cho những các bạn sinh viên mới ra trường, thì cũng rất may mắn là được các bạn ủng hộ với số lượng follower là 38.000 follower. Công việc gần đây của em đó chính là 2 năm làm digital marketing cho một hãng hàng không trẻ tại Việt Nam. Và đến với chương trình Cơ hội cho ai mùa năm này, em đã sẵn sàng cho một cái bước tiến vào một cái ngành mới. Và em mong muốn rằng là mang cái sức trẻ của mình, mang cái kinh nghiệm mặc dù nhỏ thôi nhưng cũng có thể giúp ích được cho thương hiệu của các sếp đến gần với khách hàng hơn. Và em là Đỗ Thảo Linh, em ứng tuyển vị trí chuyên viên marketing ạ. Em là Nguyễn Thị Ngọc Anh, em đã tốt nghiệp cử nhân luật quốc tế. Em được mọi người thường nhận xét là một cô gái dám nghĩ, dám làm, cầu toàn và nhiệt huyết trong công việc. Em đã có 4 năm kinh nghiệm làm việc tại các lĩnh vực là martech, bán lẻ và tài chính với các vai trò là chuyên viên phát triển kinh doanh, quản lý dự án và trợ lý giám đốc. Em đã đạt được một số thành tựu nho nhỏ trong sự nghiệp của mình. Với vị trí là phát triển kinh doanh thì trong vòng 6 tháng em đã thành công ký được hơn 10 hợp đồng và doanh thu tháng cao nhất mang lại cho công ty là 2 tỷ đồng. Với vị trí trợ lý tổng giám đốc thì em tham gia vào việc là vận hành và tái cấu trúc bộ máy. Thành tích đạt được là đã tăng được khoảng 15% doanh thu và giảm được gần 20% chi phí vận hành. Nếu như các sếp đang tìm kiếm một chiến binh đa màu sắc, nhiệt huyết, ham học hỏi, dám nghĩ, dám làm thì em tin mình là một trong những lựa chọn đúng đắn của các sếp. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề của vòng thi đối mặt. Xin mời! Vâng, chủ đề số 1. Bạn ủng hộ hay phản đối trào lưu flex
khoe thành tích cá nhân trên mạng xã hội. Vâng, tự nhiên tôi lại thấy như kiểu tôi gặp người quen ở trên màn hình vậy. Vâng, một phong trào gần đây cũng khá là sôi động mà chúng ta cũng có nhiều ý kiến tranh cãi, và chính vì nó tranh cãi nên nó trở thành một chủ đề của Cơ hội cho ai. Và ngay sau đây thì hệ thống của chương trình sẽ lựa chọn ngẫu nhiên xem ai sẽ là người trình bày trước. Xin mời. Vâng, ánh đèn đã chiếu vào Ngọc Anh. 2 phút của em bắt đầu. Với quan điểm của em thì em đồng ý với lại phong trào flex đúng cách. Trước tiên thì em nghĩ là chúng ta nên giải thích một chút về flex. Flex thì được bắt đầu từ việc là khoe về cơ bắp, và sau đấy thì qua Việt Nam thì sẽ thành cái phong trào là khoe thành tích đạt được của mọi người theo cái hướng tích cực và hài hước. Về cái việc là flex đúng cách là theo cái hướng tích cực, có hai cái việc là mang được giá trị cho cộng đồng. Thứ nhất là đối với những cái người mà người ta flex thành quả của bản thân mình thì họ sẽ được người đọc phản hồi lại những cái ý kiến rất là tích cực, thì từ đó họ rất là tự hào về cái thành quả mà mình đã đạt được. Từ cái việc tự hào đấy thì họ sẽ luôn cố gắng phát triển để đạt được thêm những cái thành quả tốt hơn. Còn với những cái người mà được xem cái thành quả đấy sẽ biết được là những cái người cùng tuổi với mình, cùng trang lứa với mình thì có rất là nhiều người giỏi, rất là nhiều người đã đạt được những cái thành công, thành tích mà đáng ngưỡng mộ, thì từ đấy bản thân cũng sẽ có những cái động lực và những cái bước tiến vượt bậc hơn trong công việc cũng như là trong cuộc sống. Về cái phong trào Flex thì em có tham gia cái group là Flex Giới Hơi Thở Cuối Cùng, thì trong đây cũng có rất là nhiều những cái bài chia sẻ. Khi mà join cái group đấy thì thứ nhất là được giải trí, vì tất cả những cái bài đăng ở trên đấy thường là sẽ rất là hài hước. Thứ hai là sẽ có thêm được những cái bài học, những cái câu chuyện trước đây em chưa từng nghĩ đến. Trước đây là em nghĩ rằng mọi người có thể là làm được cái việc đấy rất là khó, nhưng mà khi join vào group đấy thì em thấy là rất là nhiều người giỏi, và bản thân mình thật sự là phải cố gắng rất là nhiều trong cuộc sống và trong công việc. Tuy nhiên thì với cái phong trào Flex này thì em có một điểm lưu ý là nếu như flex phô trương quá thì cũng sẽ mang cái hướng tiêu cực đến với cộng đồng. Thì làm gì thì làm, chúng ta cũng phải làm một cách đúng. Chị Ngọc Anh đồng ý với quan điểm là ủng hộ cái trào lưu flex. Chị cũng đưa ra cái luận điểm là chị có tham gia cái group 1 triệu thành viên đấy. Thì theo em thấy là cái group đó đã vừa đóng vào tháng 6 vừa rồi. Cái hành động mà đóng group đó nó có phải là một cái lời thông báo là cái phong trào flex này nó đang không tốt đối với cộng đồng hay không? Theo như chị biết và chị có đọc cái bài thông báo đấy thì admin họ thông báo là họ sẽ tạm dừng trong vòng 6 tháng để bào trì và nâng cấp cái group. Theo chị hiểu thì cái group mà cái lượng follow nó tăng quá nhiều thì cái người admin đó, họ cũng chưa có cách là để vận hành được tất cả những cái member ở trong group đấy một cách là hiệu quả và theo đúng cái mục tiêu ban đầu đề ra. Với chị đây chỉ là một cái khoảng thời gian tạm ngừng của group. Theo như cái văn hóa Á Đông của mình thì mình đã được dạy là khiêm tốn ngay từ khi còn nhỏ. Chị nghĩ sao, chị thấy là chị ủng hộ flexing nhưng mà ngay từ khi còn nhỏ chị đã được dạy là phải khiêm tốn, thì hai cái này nó có bị đối nghịch với nhau hay không? Một câu hỏi rất là hay. Thì tại sao em không nghĩ đến việc là vừa flexing được nhưng vẫn đảm bảo tính khiêm tốn? Vì tất cả những cái bài ở trong group hoặc là những cái người mà theo phong trào flexing đa số đều là flexing một cách rất là tích cực và hài hước. Thì trong cái việc tích cực và hài hước đấy, họ cũng đã giữ được cái văn hóa truyền thống của người Việt Nam là khiêm tốn rồi. Và ngay sau đây chúng ta sẽ đến với 2 phút trình bày quan điểm của bạn Thảo Linh. Xét về góc độ khoe thành tích trên mạng xã hội một cách khiêm tốn thì em hoàn toàn ủng hộ với phong trào flexing này. Cái thứ nhất thì ai cũng có quyền được thể hiện bản thân và được sự công nhận từ mọi người. Và flexing thì đang tạo ra một cái sân chơi để làm điều đó. Họ có quyền được thể hiện tôi đã làm việc này khó khăn như thế nào. Và những cái lời khen từ mạng xã hội nó sẽ tạo ra được một cái vòng lặp tích cực để người đó có thể tiếp tục phát triển những cái giá trị đó, tiếp tục phát triển bản thân. Cái thứ hai nữa là flexing có thể làm động lực để cho người khác phát triển hơn. Ví dụ như các sếp ở đây thì đều là những người có tâm và có tầm, và mỗi người đều có một cái thành công của riêng mình. Thì những người trẻ như bọn em rất muốn một lần được nghe các sếp ở đây flexing để bọn em có thể được truyền cảm hứng. Flexing không phải là xấu, khi mà chúng ta biết cách flexing khiêm tốn thì nó sẽ tạo ra được một cái giá trị tốt cho bản thân chúng ta và cho những người xung quanh. Và chúng ta hãy nên sử dụng và hãy biến những cái lời chia sẻ của người khác thành động lực để chúng ta phát triển bản thân ạ. Với cái phong trào flexing này thì mình được biết đến rất là nhiều người giỏi đồng trang lứa. Khi mà cái phong trào flexing này diễn ra tại Việt Nam, với bản thân em thì em có áp lực gì khi mà đọc được những cái bài đọc như thế không? Áp lực thì có áp lực, nhưng mà như em cũng đã chia sẻ vừa rồi, khi mà chúng ta biết kiềm chế cái cảm xúc của bản thân, biết biến những cái chia sẻ của người khác thành cái động lực cho riêng mình, thì lúc đó thì chính bản thân mình nó phải kiểm soát được cái suy nghĩ của bản thân.
khi mà đã học được cái cách kiểm soát đấy rồi thì em không bị áp lực với bất cứ cái lời chia sẻ nào của mọi người trên mạng cả. Đố các em biết là trong năm sếp thì ai là flex nhiều nhất? Sếp Hoàng Nam Tiến ạ. Vâng, em có theo dõi Facebook của anh ấy không? Em theo dõi cả Facebook của anh Tiến và cả Facebook của anh ạ. Anh thì không flex gì cả. Em thấy anh Tiến hay flex cái gì? Tiến flex về gia đình ạ. Flex về món ăn, flex về mèo, flex về các điểm mà anh ấy được du lịch khắp nơi. Em cần phải theo dõi kỹ hơn, anh ấy gần như là một nhà review ẩm thực nữa. Vâng. Anh ấy thường khoe các món ăn vào đúng cái thời điểm mà cộng đồng đang đói nhất. Và sau đây chúng ta sẽ dành thời gian để các sếp có thể trao đổi với các ứng viên của chúng tôi. Có lẽ là xin mời anh Tiến trước ạ. Một trong những người mà tham gia phong trào flexing rất là nhiệt tình. Em mời anh. Dạ vâng. Tôi muốn hỏi Ngọc Anh. Anh Dũng cũng là người Nam Định. Vậy thì em thấy thử flexing chất Nam Định của em với anh Dũng xem nào. Với anh Dũng thì em với anh Dũng chắc là flexing mình là học sinh trường Trần Hưng Đạo anh nhỉ? Vâng. Trần Hưng Đạo của em có rất nhiều những người hay ho. Ví dụ như anh Đặng Phương Nam, cầu thủ ngày xưa này. Chị Lưu Thiên Hương này. Rồi Lưu Hương Giang này. Nói chung là trường em cũng thể thao, văn hóa, văn nghệ là cũng tốt. Đấy. Nên bây giờ lại có thêm một ứng viên đến tham dự chương trình nữa. Đấy là em flex giúp bạn ấy. Vâng. Flexing nó rất là tốt khi mà lan tỏa những điều tốt đẹp. Cái đấy thì tôi rất là đồng ý với các bạn. Và tôi nghĩ rằng là thà các bạn khoe những điều bằng cấp học giỏi, những món ăn ngon, những nơi mà mình đến, còn hơn chả nhẽ lại chúng ta đi khoe những điều như là đua xe ngoài đường hay là hút một lúc 15 quả bóng cười à. Thì cá nhân tôi đánh giá flexing với những điều lan tỏa tốt đẹp. Nhưng ngược lại thì lại cũng muốn hỏi ngược lại các bạn, điều gì nếu mà tự nhiên các bạn thấy mình đã xấu hổ khi đã chót flexing, điều gì mà các bạn cảm thấy là không phải lan tỏa điều tốt đẹp? Em là người hay ngại, thế nên là lúc flexing, theo mình đang flexing nhưng mà đối với cái người nghe ấy, người ta đang cảm thấy là khoe khoang, thì mỗi người một quan điểm, thì hy vọng là hai bên tôn trọng cái quan điểm của nhau. Em thì từ trước đến giờ trên các trang mạng xã hội thì em chỉ flexing về hai thứ, một là thành tích chạy bộ, thứ hai là về các chương trình thiện nguyện. Nên là với tất cả những điều mà em đã flexing cho đến từ quá khứ đến bây giờ thì em đều rất tự hào ạ. Ai cũng có một cái lần nào đấy mà chúng ta khoe xong cảm thấy ngại. Như tôi là tôi có mấy lần tôi khoe tôi đẹp trai xong tôi tự thấy cảm thấy ngại vì nó thật quá. Tôi cũng hơi ngại một chút, có thể làm cho nhiều người ghen tị. Anh thấy bài trình bày của hai bạn khá là hay. Chắc là trong tất cả các sếp là tôi là flexing ít nhất. Bản chất là không thích dùng mạng xã hội. Và cái lý do là cả tính là không thích show off. Nhưng mà anh thấy là qua cái bài trình bày của hai em là thấy là cũng khá là tò mò. Thấy là có thể có cái gì hay ở trong đấy, đúng không? Cái hay của flexing á, không phải là mình flexing vì mình, nhưng mà mình flexing vì mình muốn chia sẻ cái gì với người khác, thì cái đấy thấy khá là hay. Và Ngọc An nói là ví dụ trong lĩnh vực thể thao, chạy bộ thì cái đấy nó không thể nào nó ảo. Mình thật ra là flexing nhưng mà offline thôi. Cái trải nghiệm của tôi về mạng xã hội là show off cái này cái kia là không thích. Nó gây một cái áp lực nào đấy cho người dùng. Tôi thì rất thích hai màn trình bày của các bạn, bởi vì các bạn đang là đại diện cho giới trẻ rất là văn minh và hiểu biết. Và tôi cũng là một người khá là flex. Tôi flex về thời trang, flex về chuyến đi du lịch, flex về những điều hay mà tôi đọc trong các cuốn sách. Và tôi đồng ý với các bạn rằng chúng ta phải flex những cái gì mà mang tính hài hước và có giá trị, đóng góp cho cộng đồng. Tôi có một câu hỏi như thế này cho Thảo Linh. Là tôi rất đồng ý với cả cái ý kiến của bạn liên quan đến những luận điểm mà bạn đưa ra liên quan đến flexing. Bạn là một người làm về marketing nên là bạn chắc chắn sẽ dùng mạng xã hội khá là nhiều, am hiểu về nó, đúng không? Hai năm trở lại đây ấy, thì cái content liên quan đến việc là gọi là người nổi tiếng hoặc là những người thành công ở bên nước ngoài, họ thường xuyên làm content về cá nhân và họ chia sẻ những cái thứ liên quan đến vật chất của cải của họ. Và họ nói rằng là đây là những cái thứ mà nó là thành quả của bản thân mình. Mục đích của họ là họ muốn chia sẻ những cái khóa học và những cái thứ liên quan đến là chặng đường họ đã trải qua. Và họ mong muốn rằng là họ lan tỏa những cái thứ đó đến với mọi người. Thì những cái trường hợp mà họ cũng flexing những cái thứ liên quan đến của cải và vật chất như vậy, thì theo Thảo Linh nghĩ rằng là nó nằm ở phần là truyền cảm hứng hay nó nằm ở phần là khoa trương? Cái ví dụ của anh ấy thì em thấy nó khá giống với ví dụ là lấy mình ra để làm gọi là một cái case study
khi mà chúng ta học cái khóa học này hay là mình bán một cái gì đó thì đấy nó sẽ chuyên về cái phần là phần kinh doanh, em nghĩ là phần kinh doanh nhiều hơn. Họ làm kênh TikTok để kinh doanh như vậy thì em nghĩ là họ cũng sẽ có một phần tiết chế lại để cho những cái người nghe của họ cảm thấy là họ có thiện cảm với cái bài đấy và họ sẽ trở thành khách hàng tiềm năng của họ. Thì cái bài đó nó không hoàn toàn là flexing, nó là flexing nhưng họ đã khiêm tốn rất là nhiều để có thể bán được cái khóa học hoặc là bán được cái sách, chia sẻ được cái sách đó ạ. Đầu tiên thì anh rất là cảm ơn hai em và anh đánh giá rất cao cái phần trình bày của hai em. Chúng ta có nội dung, chúng ta có thành tích thì chúng ta flex thì nó rất tích cực. Nhưng nếu những cái flex mà chúng ta flex ảo, pha ke thì nó sẽ là rất tiêu cực. Và anh có một câu hỏi muốn dành cho Linh. Em có nói đến việc là flex khiêm tốn thì anh rất đồng tình với việc này. Nhưng làm thế nào để flex khiêm tốn thì em chưa nói. Mình không thể nào chạy theo số đông được, mình không thể nào nghe theo tất cả mọi người là khiêm tốn là gì, khiêm tốn là phải như thế này. Mình không thể đi theo được hai chiều được, mình phải biết được cái người nghe của mình là ai. Người ta cho rằng khiêm tốn là những điều gì thì mình nên lấy những cái điều đấy và cho vào những cái chia sẻ của mình. Là ok, mình có hiểu một câu hỏi nữa cho Ngọc Anh. Em có là member của một nhóm Flex đúng không? Dạ. Thì em thấy là trên nhóm đó họ Flex rất hài hước. Thì theo em như thế nào là sẽ đủ hài hước để một cái nội dung có thể huy động các bạn cùng cố gắng, nhưng ngược lại cũng làm như thế nào để cho các bạn bớt cái việc sàm trên những cái nền tảng xã hội. Với em thì một cái cáp hài hước là một cái cáp mà kể về câu chuyện của những cái người đã đạt được thành công. Cái chặng đường của họ bước tới cái thành công như thế chắc chắn sẽ rất là nhiều chông gai, rất là nhiều khó khăn. Tuy nhiên thì những cái lời văn hoặc là những cái bài chia sẻ của họ thì sẽ giúp những cái người đọc cảm thấy là ồ, việc gì cũng có thể làm được nếu chúng ta hướng đến một mục tiêu và quyết tâm làm hết sức, hết mình vì cái mục tiêu đó thì chắc chắn chúng ta sẽ có thành quả. Còn cái việc là làm sao mà để bớt sàm thì em nghĩ là với cả cộng đồng khi mà có một cái giá trị tích cực ấy, thì mọi người sẽ lan tỏa những cái điều mà có thật, điều thành công thật, những điều mà mọi người đã làm thật thì mới gây được giá trị cho cộng đồng. Với quan điểm của tôi thì tôi nghĩ rằng là flex là một cái nhu cầu tự nhiên mà ai cũng có, bởi vì theo bản năng thì chúng ta ai cũng muốn thể hiện một cái phần ưu việt nào đấy của mình. Và cái việc khi chúng ta flex một việc gì đấy nhận được sự động viên từ mọi người lâu dài nó cũng gây nghiện. Và các bạn lưu ý làm sao hãy flex ở cái mức để đủ tạo thành động lực chứ đừng thành áp lực. Không chỉ là áp lực của mình dành cho những người khác khi nhìn thấy thành quả của mình, mà chính cái việc flex, các bạn sẽ luôn luôn phải flex, flex, flex mãi, flex mãi. Và các bạn dần dần sẽ bị bí chủ đề, không biết hôm nay mình nên flex cái gì. Và dần dần các nội dung của các bạn đang chuyển từ những nội dung hay, tự nhiên chúng ta sẽ thấy đôi khi nó cũng sẽ sàm. Và để thoát được khỏi áp lực đấy thì chúng ta cũng cần phải rất nhiều sự cân bằng. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ đến với phần bình chọn của các sếp. Xin mời các sếp. Và chúng ta cùng theo dõi kết quả bình chọn. Xin mời. Kết quả đó là Đỗ Thảo Linh với lựa chọn đến từ 5 sếp, bạn có 5 điểm. Và rất tiếc là Ngọc Anh thì bạn đã chưa được sự lựa chọn của các sếp. Vâng, trước tiên xin thay mặt chương trình xin chúc mừng em và cũng xin thay mặt chương trình chia buồn với đồng hương. Cánh cửa của chương trình đóng lại nhưng sẽ có nhiều các cánh cửa khác sẽ mở ra với em. Cảm ơn em rất nhiều đã đến với chương trình. Cảm ơn em. Trước khi Ngọc Anh rời khỏi trường quay thì anh có đôi lời. Anh cũng đánh giá rất cao Ngọc Anh. Dạ. Thực sự nhìn cái CV của em rất ấn tượng, ở trong 2 năm dịch em đều giành được nhân viên xuất sắc. Dạ. Anh cũng muốn em chia sẻ hơn cái thành quả, cái hành trình để em đạt được cái danh hiệu này. Đợt đó thì em đang làm về affiliate marketing và thành công em đạt được là trong vòng 6 tháng đầu em đã ký được hơn 10 hợp đồng. Thì em đạt được doanh thu là hơn 2 tỷ đồng. Còn năm thứ hai là năm em cũng làm trong group đó nhưng mà làm ở một sản phẩm khác, là sản phẩm về phân tích dữ liệu khách hàng tại cửa hàng offline thông qua hệ thống cam và có ứng dụng AI. Và thành công em đạt được là ký được hơn 20 doanh nghiệp sử dụng hệ thống liên tục trong vòng 6 tháng và có phản hồi tích cực về hệ thống để cho bọn em build thêm. Cho đến hiện tại thì sản phẩm vẫn đang được sử dụng bởi các doanh nghiệp mà từ khi em ký ạ. Ok, rất là cảm ơn em. Thực sự là anh cũng hy vọng là sau buổi ngày hôm nay anh em có thể có một dịp nào đó ngồi trao đổi thêm. Biết đâu chúng ta sẽ tìm được những điểm chạm.
Và sẽ có một cánh cửa sẽ mở ra với cả hai chúng ta. Hy vọng là em sẽ chớp được thời cơ này để vươn tới thành công của mình. Cảm ơn em rất nhiều đã đến với chương trình. Cảm ơn em. Và xin chúc mừng em. Anh chỉ muốn nói với em một việc là cả năm sếp cùng dành bình chọn cho em. Tức là ở đâu đó về mặt tích cực, em được sự ủng hộ của cả năm sếp. Nhưng về mặt ngược lại thì cũng là một sự áp lực khi cả năm sếp, cái sự kỳ vọng của họ dành cho em cũng rất lớn. Hãy chuẩn bị tinh thần để bước vào vòng 2. Và chúng ta sẽ cùng đến với vòng 2, vòng chinh phục. Xin chúc mừng Linh, em đã bước vào vòng chinh phục. Và một đặc quyền đó là em được chạm tay vào chiếc vali này. Nhập mức lương kỳ vọng của em vào đây. Nào, xin mời em nhập mức lương kỳ vọng của mình vào đây. Rồi, hãy chọn số đi. Và mức lương của bạn đã được gửi tới hệ thống. Hệ thống đã ghi nhận rồi. Và chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của chinh phục. Đầu tiên thì anh cũng xin phép sẽ phải nói thật. Qua cái phần thể hiện của em ấy, thì anh không thích em ban đầu. Mà chính xác là anh rất thích. Nhìn hình ảnh của em đứng đây ngày hôm nay thì anh liên tưởng đến cái tuổi 24 của anh. Anh cũng xuất phát điểm cũng là một marketer. Anh nhìn ở bên trong em có những cái rất cùng tần số với Bảo Ngọc. Và anh có một câu hỏi muốn dành cho em. Đam mê của em là gì? Và hành trình để đạt đến cái đam mê đó, em đang ở giai đoạn nào? Với những cái người trẻ như em ấy, thì việc mà tìm được một cái đam mê nó phù hợp thì nó sẽ rất là khó. Thì em cũng phải nói thật là hiện tại thì em đang trong một cái tình huống là em đang muốn làm rất là nhiều thứ. Nói chung là làm về mảng rộng để có thể thực sự tìm ra được cái niềm yêu thích và cái niềm đam mê của mình là gì. Em thì lại rất thích chia sẻ. Thì em vẫn muốn là có thể là em chia sẻ những cái kiến thức mà em có thể học hỏi được đến với rất là nhiều người, giúp ích được cho những cái môi trường mà em đang làm việc. Và khi mà cái môi trường của em đang làm việc nó tốt lên thì em cũng sẽ có rất là nhiều cái cơ hội để có thể phát triển bản thân. Đó, thì đam mê của em thì em vẫn đang, thật sự là em vẫn đang nằm trong cái gọi là những cái ngành kiến thức. Và đó là lý do vì sao mà em đến đây, em muốn được lắng nghe các sếp chia sẻ với những cái người trẻ như em. Những người trẻ người ta làm nhiều nhưng mà đang lạc lõng như em. Em có đam mê tiền không? Em muốn lo cho gia đình của em. Ngày xưa thì bố mẹ của em đã dành hết tất cả những cái gọi là tiền bạc để nuôi em và để cho em ăn học. Thì bây giờ em vẫn phải dùng cái tiền đó để mua lại cái sự sung sướng, mua lại những cái chuyến du lịch hoặc là mua lại những cái đồ vật mà bố mẹ em mà yêu thích. Thì tiền cũng là một cái mà em đam mê, nhưng mà nó không phải là đam mê chính của em. Em là hay có sở thích là em hay đọc sách. Em cũng rất thích vẽ tranh với cả chụp ảnh ấy. Thì em rất thích là có thể là những cái đam mê đó có thể nuôi được cái gọi là cái tâm hồn bên trong em. Thì khi mà cái tâm hồn bên trong em nó tốt rồi thì em mới tiếp tục đến cái đam mê thứ hai là kiếm tiền ạ. Anh nghĩ đam mê tiền nó là một đam mê chính đáng. Nhưng làm thế nào để kiếm tiền thì chúng ta phải suy nghĩ đúng đắn. Chúng ta cũng nghe rất nhiều câu nói đúng không anh Dũng? Là tiền không phải là tất cả, nhưng mà không có tiền thì đương nhiên là vất vả rồi. Cảm ơn em. Thật ra là cái lịch sử của Cococ là từ xưa đến giờ là phát triển một cách organic. Mình không đầu tư quá nhiều tiền về marketing á. Thì em có idea nào để có thể làm content, để có thể hỗ trợ Cococ phát triển một cách organic mà mạnh hơn không? Ngay từ khi bước chân vào lĩnh vực marketing thì em đã được các anh chị làm content đi trước ấy, dạy là làm content là phải tử tế, làm content là em phải có một cái mục đích, một cái giá trị tốt đến cho người nghe. Hiện nay thì em đang thấy là cái xu hướng của mọi người nó đang là đề cao những cái sản phẩm từ Việt Nam. Thì em có thể đánh vào được cái lòng mọi người tự hào về cái sản phẩm Việt, tự hào về những cái gì mà Việt Nam làm ra, thì có thể dùng những cái thông điệp đó để có thể phát triển cái content và marketing cho Cốc Cốc ạ. Em nói là em đang xây dựng một cái nội dung trên kênh TikTok về kiến thức marketing, du lịch và lối sống. Em có thể chia sẻ cho các sếp ở đây chi tiết hơn. Cái cơ duyên mà em đến với ngành marketing nó là về chụp ảnh và làm stylist. Thì em bắt đầu em tìm hiểu, em tìm những cái sách, cái tài liệu. Và cũng rất may là trên cái con đường làm marketing thì em có thể gặp được những cái anh chị đi trước, các anh chị chia sẻ cho em. Nhưng mà không phải ai cũng được may mắn như em là có cơ hội là được tiếp cận với rất là nhiều sách và tiếp cận với những cái người đi trước người ta giỏi như vậy. Thì em cũng muốn là có thể đầu tiên là giúp những cái người bạn của em đã
thì em xây dựng một cái kênh TikTok để chia sẻ về cái hành trình hoặc là những cái sách mà em học được từ marketing. Thì dần dần các bạn là sinh viên mới ra trường, các bạn ấy quan tâm đến cái kênh TikTok của em. Cái đấy cũng là một cái nguồn gọi là nguồn học của các bạn ý. Tôi mới hỏi Thảo Linh một cái vấn đề là ví dụ như bây giờ nhá, trong trường hợp bạn đang chạy content cho một doanh nghiệp và cái follower của nó rất lớn cho cái kênh TikTok đó, khi mà cái content bạn làm ra cho cái thương hiệu cho doanh nghiệp đó nó gặp một cái trường hợp là rất nhiều những ý kiến trái chiều và tiêu cực nhiều hơn, thậm chí là chỉ sau một đêm thôi là tất cả những thứ tiêu cực đó hiện lên toàn bộ trên mạng xã hội, thì Thảo Linh sẽ xử lý như thế nào? Về cái vấn đề khủng hoảng truyền thông thì thật ra mình có rất là nhiều cách xử lý. Cách xử lý mà thứ nhất mà em có thể biết đó chính là lên đến chính và xin lỗi. Cái cách xử lý thứ hai đó chính là phản bác lại cái ý kiến của dư luận. Và cái phương pháp thứ ba đó chính là im lặng. Trong những cái công ty mà em đã từng làm thì em vẫn hướng và em được học là mình nên xử lý theo một cái cách là đính chính và xin lỗi. Bởi vì khi mình có một cái sự chân thật, mình chưa nói đến đúng hay sai, nhưng mà đầu tiên là cái thái độ đối với cái sự khủng hoảng truyền thông này của mình, nó rất là nhận lỗi, nó rất là tích cực. Câu hỏi của Linh rất là hay. Anh thì xin phép là sẽ bổ sung cho em thêm một phương án nữa. Đôi khi chúng ta sẽ phải sử dụng những cái tiếng nói khách quan, đặc biệt là những tiếng nói của các cơ quan chức năng hay là báo đài tham gia vào để hỗ trợ cho chúng ta xử lý cái khủng hoảng truyền thông. Cho chị hỏi một câu trước khi để chị quyết định lựa chọn. Em có sẵn sàng tăng ca hay làm việc vào thứ bảy chủ nhật, và em thích tham gia vào một công ty startup hay là một công ty đã phát triển? Em xin được trả lời câu hỏi thứ nhất của sếp ạ. Theo cái cách làm việc của em bây giờ thì các cái ngày trong tuần em sẽ cố gắng để hoàn thành công việc nhất có thể, để cái thứ bảy chủ nhật của em là thời gian mà em dành cho nghỉ ngơi thôi ạ. Đối với người trẻ bọn em bây giờ thì em quan điểm là chúng ta phải có được cái balance giữa công việc với cả cuộc sống. Và hơn nữa, ngành marketing là một ngành khá đặc thù, khi mà ngoài phải phân tích số liệu thì bọn em cũng phải nên có một cái gọi là đầu óc sáng tạo nhất. Thì em nghĩ là nên là nghỉ thứ bảy chủ nhật để có được cái đầu óc thoải mái, đầu óc sáng tạo, để các những cái ngày làm việc trong tuần em có thể dốc sức hết vào đó ạ. Và em xin trả lời câu hỏi thứ hai. Với hai cái công ty này thì em không ngại làm công ty nào cả, bởi vì cái khả năng thích nghi là một trong những cái khả năng bắt buộc mà em phải có khi làm marketing. Thì đặt vào mỗi cái mô hình công ty như vậy thì em sẽ có một cái gọi là cái thay đổi để thích nghi phù hợp với cái công ty mà em đã chọn. Có hai sếp đã chuyển sang màu đèn đỏ, ba sếp đèn đỏ. Như vậy là chỉ có duy nhất sếp Trung Hiếu là chọn đèn xanh. Tôi cảm thấy hơi tiếc, vì thực ra đây là một bạn Wow! Cơ hội vàng. Như vậy là cơ hội vàng đã xuất hiện trên Cơ hội cho ai mùa thứ 5. Và cơ hội vàng đến từ sếp Trung Hiếu, người duy nhất chọn đèn xanh đối với bạn Thảo Linh của chúng tôi. Đồng nghĩa là bạn Thảo Linh có cơ hội để được trao đổi 1-1 cùng với sếp Trung Hiếu. Nào, xin mời sếp Trung Hiếu và Thảo Linh. Ngoài cái yếu tố về trình độ, thái độ, tốc độ thì Bảo Ngọc luôn đề cao cái yếu tố làm việc bằng tất cả niềm đam mê. Bọn anh hay nói vui với nhau làm vì đam mê ấy. Nhưng thực sự là anh cảm nhận được cái đấy ở trong bên trong em. Nhìn thì có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn thế thôi, nhưng anh tin ở bên trong nó sẽ là một chiến binh. Có thể là chiến binh này nó chưa bộc lộ ra ở thời điểm này, nhưng anh tin trong một thời gian ngắn nữa thì chiến binh này nó sẽ được thoát ra. Nên anh rất mong chúng ta sẽ gặp nhau, có những điểm chạm, và em sẽ phát huy tốt, phát triển tương lai trong nghề nghiệp của em. Tôi sẽ offer Linh với vị trí là chuyên viên digital và sáng tạo nội dung. Bảo Ngọc là hình thành phát triển từ năm 1986, đến nay là cũng gần 40 năm rồi. Và chắc chắn trong offer của em sẽ có điều 8 và điều 6. Hãy cho chúng tôi biết một con số cụ thể. Cụ thể con số là 16.86.86.86. 16.86.86.86, đại khái là cứ toàn 86. Vâng. Đó là offer đưa ra từ sếp
Trung Hiếu. Công việc sếp offer cho em là chuyên viên digital marketing kiêm sáng tạo nội dung ạ. Thì cho em hỏi là sẽ cái sáng tạo nội dung đấy thì mình sẽ sáng tạo nội dung ở trên social media hay là ở trên website ạ? Cái sáng tạo nội dung này nó sẽ là sáng tạo nội dung chung dành cho team marketing, bao gồm các nội dung về sản phẩm, bao gồm các nội dung trên website cũng như trên các mạng social. Thật ra thì em cũng rất là muốn có thể được một cơ hội làm việc về cái mảng là trải nghiệm cái website của người dùng ấy ạ. Em đang đi theo hướng là xây dựng những cái trải nghiệm ở trên website. Nếu mà em vào công ty của sếp ạ thì em có thể làm cái vị trí này được không ạ? Cái này nó cũng sẽ ở trong cái offer của em. Và hoàn toàn ví dụ như em nhìn là em muốn gia tăng cái phần trải nghiệm khách hàng ở trên website hoặc là những cái tương tác ở trên fanpage hay là những cái kênh social, hoàn toàn em có thể đề xuất. Ở Bảo Ngọc thì có một văn hóa là văn hóa phản biện. Em sẽ phải đề xuất cùng với cả team, làm việc cùng với team và đề xuất được mọi người đồng thuận và sau đó sẽ được phê duyệt cái đề xuất đó của em. Cảm ơn sếp Trung Hiếu. Như vậy là sếp Trung Hiếu đã đưa ra mức offer với em là 16.868.600 đồng. Nào bây giờ bạn có muốn deal thêm gì không? Em nghĩ là sếp Hiếu có thể nhận thấy được là cái khả năng của em đến đâu và cái vị trí phù hợp với em trong công ty như thế nào. Và cũng đồng ý với cái offer này ạ. Trước khi chúng tôi mở cái mức lương kỳ vọng của bạn Linh ra, phải nói thật là chúng tôi rất hồi hộp. Bởi vì quy định của cơ hội cho ai tất cả các mùa thì có một nguyên tắc bất di bất dịch, đó là mức lương offer của các sếp phải bằng hoặc cao hơn mức kỳ vọng thì cái deal này mới chốt thành công. Còn nếu không thì ứng viên của chúng tôi vẫn coi như là vẫn không được chốt deal thành công. $16 triệu. Vâng, 16 triệu đồng là mức lương kỳ vọng của Thảo Linh. Và sếp Hiếu thì đã đưa ra mức lương đó là 16.868.686 đồng, cao hơn mức kỳ vọng của em. Đồng nghĩa là điều này đã chốt thành công. Thưa quý vị, như vậy là ứng viên của chúng tôi và sếp đã gặp được nhau. Và ngay sau đây chúng ta sẽ đến với nghi thức ký thỏa thuận trực tiếp trên sân khấu. Xin mời ứng viên và sếp Hiếu. Thưa quý vị, như vậy là sếp Trung Hiếu đã tìm được ứng viên ưng ý của mình. Và quý vị có thể thấy là giá trị của cơ hội vàng quý như thế nào. Nếu như không có cơ hội vàng thì đồng nghĩa với việc là chỉ có một đèn xanh ứng viên của chúng tôi đã phải ra về. Nhưng với cơ hội vàng thì Thảo Linh đã có một công việc và sếp Trung Hiếu cũng đã có một nhân viên ưng ý. Xin chúc mừng Trung Hiếu và xin chúc mừng Thảo Linh. Xin mời sếp và nhân viên của mình cùng đến gặp gỡ và cảm ơn các sếp khác. Vâng. Em cảm ơn anh ạ. Vâng. Em định đỡ cho em ý mà. Vâng, xin chúc mừng sếp Hiếu, xin chúc mừng Thảo Linh. Trải qua 5 tập phát sóng, chương trình Cơ hội cho ai, Who Chance mùa 5 đã nhận được nhiều sự chú ý và phản hồi tích cực từ quý vị khán giả. Sau những màn chúc điều đầy ấn tượng với các sếp, đến hiện tại, tất cả ứng viên của chương trình Cơ hội cho ai đều đã tiếp nhận công việc mới tại các doanh nghiệp mà mình lựa chọn. Với sự chân thành, bản lĩnh, có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng, ứng viên Nguyễn Thị Phu đã gia nhập doanh nghiệp Cốc Cốc với quyền sử dụng cơ hội vàng của sếp Vũ Anh. Chúc cho các ứng viên sẽ phát huy được hết các thế mạnh của mình, đồng hành lâu dài và đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp. Bạn sẽ thương lượng với ai? Em sẽ thương lượng với sếp Linh ạ. Em chấp nhận làm OT vào thứ bảy chủ nhật để đạt được cái giá trị và mong muốn của anh kỳ vọng. Mức lương này là mức lương đã tính là thứ bảy rồi đấy. Ngoài nền tảng về nghệ thuật, ngoài nền tảng về thiết kế, em có một nền tảng khổng lồ về marketing. Em nghĩ nó có thể support cho công việc và em chấp nhận nhận thêm việc của marketing. Em confirm với cả deal với cả bạn Trang. Rồi, thỏa thuận đã được ký. Xin chúc mừng Sếp Linh và xin chúc mừng Phùng Thu Trang. Khi mà sếp đã đưa ra cái vị trí đó là Art Director của Ivy Voda thì đó cũng chính là từ khóa để mà mình hoàn toàn lúc đấy mình chỉ còn hy vọng với Ivy thôi. Trang đến thì hiện tại đang làm tốt công việc của mình. Bạn ý hòa nhập với doanh nghiệp rất là nhanh, chủ động hỏi
chủ động làm và chủ động đưa ra những cái đề xuất mà bạn ấy thấy rằng là phù hợp. Vừa rồi đây bạn ấy cũng đã là một trong những bạn nằm trong ekip mà tổ chức show Ivy Moda mùa thu đông vừa rồi. Về yếu tố chuyên môn thì Trang đang cho thấy rằng là bạn ấy đang làm đúng với những cái thứ mà bạn ấy cam kết khi mà phỏng vấn tại chương trình. Mới chỉ sau một thời gian ngắn thôi thì tôi thấy rằng là có một vài điểm mạnh, đặc biệt là về yếu tố mỹ thuật. Trang đang cho thấy rằng là bạn ấy có rất nhiều tiềm năng để có thể phát triển được tốt tại Ivy Moda. Trên góc nhìn cá nhân của mình, sếp là một người trẻ và cực kỳ tài năng, và sếp giống như một người đồng hành để giúp cho mình tìm thấy cái phiên bản tốt nhất của chính mình. Hiện tại mình cảm thấy rất là may mắn khi mà được tham gia làm tổng duyệt mọi thiết kế trên digital và trang trí cửa hàng tại Ivy Moda, cho dù là mình vừa mới vào công ty một thời gian ngắn thôi. Bản thân mình thấy rằng là với chương trình Cơ hội cho ai là một chương trình thực tế và thực sự rất là hay, và chương trình và sếp Linh đã mở cho mình một vị trí chưa từng có tại Ivy Moda. Mình cảm thấy là rất là may mắn chương trình Cơ hội cho ai giúp cho những bạn trẻ như mình có thể là tìm được những môi trường chuyên nghiệp, một môi trường làm việc thực sự phù hợp. Xin mời bạn trở lại sân khấu để sử dụng quyền tự lựa của mình. Em xin phép là lựa chọn sếp Hiếu và em sẽ triển khai với mảng B2B ạ. Với mức lương 28 triệu em sẽ xây dựng cũng như là đồng hành cùng với lại bên doanh nghiệp. Nếu như chúng ta hôm nay có thể có điểm chạm với nhau, em có đồng ý sẽ kiêm nhiệm thêm cái vị trí đào tạo sale không? Em sẽ là giảng viên nội bộ liên quan đến việc đào tạo đội ngũ kinh doanh ạ. Và bằng cái đấy thì em sẽ đảm nhận được ạ. Vậy anh sẽ offer cho em cái vị trí là ADM kênh khách hàng doanh nghiệp và đào tạo team sale. Anh đồng ý ở cái mức offer của em 28 triệu. Ngày hôm đó thì tôi cũng nhận được hai offer từ hai sếp, sếp Linh Ivy Moda và sếp Hiếu, cùng với một mức lương như nhau. Tôi đã lựa chọn bên sếp Hiếu và tôi cũng lựa chọn được quyền thương lượng. Qua cái quyền thương lượng này thì tôi thấy rằng là tôi hiểu hơn được về cái định hướng của Bảo Ngọc, rất tập trung vào đào tạo cán bộ nhân sự. Qua cái quyền thương lượng này mình cũng chứng minh được hơn với cái năng lực của mình, đó chính là tôi cũng có thể giải quyết được những cái vấn đề mà hiện tại bây giờ bên doanh nghiệp cũng đang cần. Có hai cái lý do mà tôi quyết định là tuyển Lan Anh trong chương trình. Thứ nhất là về đạo đức kinh doanh. Cái lý do thứ hai tôi thấy được bạn là bạn có những cái kiến thức về quản trị, về kinh doanh rất là ok. Hoàn toàn là cũng có thể giúp được cho chúng tôi trong cái việc mà đào tạo phát triển đội ngũ kinh doanh. Tôi thấy được cái nội lực ở bên trong của Lan Anh. Tôi tin rằng là Lan Anh có thể là một nữ tướng của Bảo Ngọc trong tương lai. Vào những ngày đầu mà làm việc tại đây thì mình cảm thấy rằng là đây là một trong những môi trường rất là hòa đồng và chuyên nghiệp. Đặc biệt là với những người mới như mình thì không phải là chỉ nhận được sự hỗ trợ của các sếp, của những cấp quản lý đồng hành, mà còn là của các bạn nhân sự bên phía dưới, cũng như là toàn bộ tất cả các anh chị em trong công ty cũng rất là support. Tất cả phòng ban đều hỗ trợ để làm sao mà mình có thể hoàn thiện được công việc tốt nhất, và mục tiêu chung tất cả mọi nhân sự đều hướng tới, đó chính là xây dựng Bảo Ngọc phát triển bền vững. Em ơi giữ lấy chân quê, ăn mặc thế cho vừa lòng anh. Anh sẽ offer em vào vị trí nhân viên marketing. 13.868.686 đồng. Vâng. Và em biết là ngày hôm nay thì không có lựa chọn nào đúng, không có lựa chọn nào sai cả. Nó chỉ là lựa chọn phù hợp hay thôi ạ. Và em xin phép là về với đội của sếp Hiếu ạ. Xin chúc mừng sếp Hiếu, xin chúc mừng em Huyền. Cảm xúc của mình khi được sếp Hiếu lựa chọn trong cơ hội cho ai thì cái lúc đó thì mình cảm thấy rất là vui mừng. Ngoài ra thì mình cũng rất là tự hào khi mình là một trong những ứng viên trẻ tuổi nhất được sếp lựa chọn vào đội và về công ty ạ. Khi mà offer trên chương trình thì rõ ràng là tôi có offer với Huyền là vị trí là tổ chức sự kiện và truyền thông nội bộ. Thì hiện giờ Huyền đang làm thực hiện tốt luôn cả hai vai trò này. Thứ nhất là cũng đã có những cái kế hoạch định hướng thay đổi về truyền thông nội bộ trong công ty mà được mọi người rất là welcome, rất là đón nhận. Hai nữa là vừa rồi chúng tôi cũng có tổ chức một cái chương trình về hội nghị khách hàng, hội nghị nội bộ, và Huyền cũng là người chịu trách nhiệm đứng ra và để thực hiện tổ chức chương trình này.
Và tôi thấy là cái chương trình này cũng được mọi người đánh giá rất là thành công. Ở trong những ngày đầu thì sếp cũng rất là sát sao để xem là bản thân mình hội nhập được đến đâu. Sếp cũng có hỏi là em cứ nói ra những cái tâm tư, em có khó khăn trong việc hội nhập hay không, em còn chưa hiểu vấn đề nào, thì anh với trưởng phòng sẽ là người hỗ trợ và giúp đỡ em giải đáp. Bản thân mình không cảm thấy bị xa lạ cũng như là không cảm thấy sếp bị xa cách quá. Ngoài ra thì có những cái phần điểm mạnh thì các sếp luôn luôn ủng hộ và động viên mình để cố gắng hoàn thành tốt hơn, và động viên mình là có một kế hoạch đi dài lâu với công ty. Sau khi thi chương trình Cơ hội cho ai thì mình cảm thấy chương trình rất là có giá trị đối với bản thân mình, vừa cho mình tìm được một cái cơ hội việc làm rất là tốt. Ngoài ra thì mình cảm thấy là mình có tìm được một người thầy cũng như là những cái anh chị đồng nghiệp rất là gọi là những cái người đồng hành cùng đi với mình một đoạn đường để cho bản thân mình trưởng thành cũng như là học hỏi thêm. Thưa quý vị, phần thi vừa rồi rất nhiều kịch tính, rất nhiều căng thẳng, nhưng đã có một cái kết đẹp, và quan trọng nữa đó là có một minh chứng là cơ hội không bao giờ khép lại với chúng ta. Khi các cơ hội tưởng chừng như đi qua thì lại có cơ hội vàng, và cơ hội vàng lại là cơ hội trực tiếp dẫn bạn đến với một con đường mà trao cho bạn cơ hội để có thể thành công. Chương trình của chúng tôi cũng khép lại tại đây. Quý vị đừng quên bật VTV3 vào lúc 20:30 thứ sáu hàng tuần để theo dõi chương trình Cơ hội cho ai. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Hãy đón xem Cơ hội cho ai Who's Chance mùa năm vào lúc 20:30 tối thứ sáu hàng tuần trên VTV3. Một bộ phận giới trẻ hiện nay sẵn sàng không tiếc tiền chi cho văn hóa đu thần tượng. Bạn đánh giá hiện tượng này có mặt tích cực hay tiêu cực nhiều hơn? Đối với giới trẻ, nếu mà khi chúng ta ngăn cản thì chuyện gì kế tiếp sẽ có thể xảy ra? Có nghĩa là chúng ta sẽ không ngăn cản giới trẻ đu trend thần tượng. Chúng ta hướng dẫn giới trẻ làm sao để hâm mộ, tiếp cận với những người thần tượng nó đúng cách. Chúng ta đừng đổ vu vạ là lớp trẻ hay idol một cách cuồng nhiệt. Nhờ có những idol đấy sẽ là động lực để lớp trẻ ngày hôm nay sẽ làm cho mình tốt lên. Áp lực đồng trang lứa nó có ảnh hưởng đến không phải do bản thân mỗi người quyết định. Em có rất nhiều thế mạnh, được xem như là con nhà người ta. Em nêu ra khuyết điểm của mình để tỏ ra là em là người chân thật và em biết rằng là mình đang yếu ở đâu. Anh nghĩ là đầu tiên chúng ta phải tự tin vào bản thân. Cái cảm giác feel pressure lúc nào nó cũng hiện hữu và nó có một cái gánh nặng cho bản thân, cho dù là mình có nói rằng là mình có hay không.